Let's go. Đường rất là vắng luôn. Sau một ngày thông báo phát hiện dịch corona ở Limassol thì tất cả mọi nơi đóng cửa im lìm. Mọi người ơi, đường rất là vắng luôn mọi người. Nhà ai ở nhà nấy, vắng lắm. Nhưng mà trường học thì vẫn còn học. Tại vì mới phát hiện có một ca dương tính corona ở Limassol thôi. Sau một đêm công bố dịch corona thì công viên hàng ngày vẫn nhộn nhịp người qua lại, đến hôm nay thì chỉ còn lác đác vài người thôi, nhưng mà vẫn không có ai bịt khẩu trang cả nhà. Đây là bãi biển tại công viên Hồ Lộ Limassol. Nhảy đi. Yes. Đây, quán cà phê cũng rất là ít người luôn. Anh nói anh yêu em rồi already. Bài đó là bài gì ta? You Không khí hôm nay rất là đẹp luôn. Ê, chưa từ đó giờ sang đây mấy năm, 3 năm rồi chưa bao giờ chụp hình ngay chỗ đó luôn. Đang câu cá hay làm gì ta? Mày có hiểu ý nghĩa của cái này là gì không? Hồng ngu hồng ngu đây là biểu hiện hòa bình thiệt không? Chứ tao đưa lên thì vòng tròn là hầu như là biểu hiện của hòa bình thiệt không? Chứ tao tao đưa lên YouTube là nhiều người biết cái này là cái gì đó. Theo tao giống như là ngọc trai ngay chỗ biển. Là chú tể đại dương. Cái này mày nói là cái gì chứ? Chú tể của đại dương vào ăn hầu. Rồi không có tiền trả là để lại viên ngọc vậy hả? Rõ ràng. Người ta gọi đấy là kiểu hầu. Ngày khúc mà mọi người ơi, bây giờ là chúng ta sắp đến cảng Marina hả? Cái này là bến tàu đúng không? Đây là Marina, còn gọi là Old Port. Hả? Old Port. Old Port. Old Town. Old Town, Old Port. Old Town, Old Port. Mày nói tiếng Anh giỏi quá, chứ không có hiểu. Đây, ở đây thì bắt đầu có Đây là người thiên chút đường xíu rồi. ăn uống mọi người ạ. Đúng rồi, thiên đường có ăn uống cà phê, nhưng mà hình như là buổi tối nhiều hơn Buổi đúng không? tối. Đây Hôm qua là thì chạy đi. nét đẹp đây. Husky. Con chó hả? Husky. Bây giờ không Con dám. mèo. À, ông này cho mèo ăn. Mèo. À, quên quên giới thiệu với lại các bạn là ở đảo Sip này á, nổi tiếng là có rất là nhiều mèo hoang luôn á. Nó mà mèo hoang bên này nó không giống ốm đói như ở Việt Nam đâu. Con nào con nấy mập ú à, bởi vì nhiều người cho nó Chú bộ ăn đội. luôn. Chú bộ đội. Bộ đội đâu? Bộ đội bên này nhìn bọn biển này, bọn đi lính biển đấy. Xoay ca, xoay tay. Đây quán cà phê giờ này cũng đâu có người, đâu có khách mấy đâu ha. Đây ở khu này chỉ có buổi tối thôi. Nhưng mà sẵn hôm nay nắng đẹp nên là muốn quay cho mọi người coi nó rõ hơn, nó coi coi biển nó. Ở đây là cái quán nhà hàng Trung Quốc nè mọi người. Nhưng mà nó đóng cửa rồi. Đây đây là quán kem mà tụi mình hay hay ăn ở đây nè mọi người. Kem rất là ngon luôn. Trời ơi, bạn chó dễ thương quá à. Nhỏ xíu xíu à. Mà giờ thường á, bình thường á thì chó mình có thể lại nựng được. Mà bây giờ á, đang dịch cúm không có dám lại gần. Mọi người thấy cái nhà màu xanh xanh này không? Chưa vô lần nào hết, nhưng mà nghe mấy chị Việt Nam đã đi vô đó rồi thì nói là một cái shop bán cá hay là một cái nhà hàng bán cá thì nó làm màu xanh xanh vậy. Đẹp ha. Anh Old Spot. Đây gọi là giống như là cái phố cổ với mọi người. Ui con chim nó bay.
Đọc gì? Tôi không biết đọc không cưng. Xin qua coi để chị đây là bản đồ của khu vực Marina đúng không? Ngay cái chỗ này là lúc nãy mình vừa đi ngang qua cái chỗ mà có nhiều tàu nè. Đúng không Tuấn? Tôi chỉ đúng không Tuấn? Rõ ràng. Cái chỗ mà mình vừa đi qua nãy có nhiều tàu. Đâu? Đây mình đang đứng. Mình đang đứng ngay khúc này. À. Ngay cái này là cái vùng xoay đúng không? Đúng. Đó, đang đứng ngay khúc này. Thì bây giờ cái cảng này nó có cái cảng này rất là to luôn á cả nhà. Hôm nào mình sẽ làm một cái mình đi xe đi, mình sẽ review hết xung quanh cảnh của cái cảng để coi nhà mình đang khúc nào ta. Vì mãi đằng này cơ. Nhà ở trên này xa. Xa lắm. Cái gì? Chu mắt. Úi giời, chu mắt. Ê, mọi người có thấy cá không? Kìa nó bơi kìa. Rớt cái điện thoại xuống. Rớt cái điện. Ôi quá trời luôn kìa. Quá trời cá luôn. Ủa cái này cái này là nước biển hả? Rõ ràng luôn. Hỏi ngố vậy là lên ấy bị chửi chết luôn. À đây đường này đi thẳng lên là ra leader nè. Quán này leader đúng rồi đấy. Nó mấy cái đồ nó bệnh nhỉ. Thích nha. Bu theo Tuấn. Ê bây giờ là thả xuống luôn đúng không? Nó thả thì nó cho xuống nước mà. Từ nào giờ chưa thấy không biết là cái kiểu gì. Quay. Đang quay. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm một cái quán nào đó để ăn. Đói bụng. Về món đói bụng rồi. Ăn mì Ý nha. Ok. Ôi đẹp chưa nè. Nhà bên này nó xây kiểu cũ đẹp quá ha. Quay đi đụng đầu vô cây cục điện này. Đây bây giờ thì hai chị em đã đến một cái quán coffee để mà ăn trưa. Thì quán này gọi là Red Coffee. So yes, and one spaghetti. This bolognese. Yeah, and one Coca-Cola and one Fanta. Okay, thank you. À, cả nhà ơi, sau 30 phút chờ đợi thì bây giờ hai chị em cũng đã có đồ ăn rồi. Đây là mì Ý này cả nhà. Còn đây là món gà nướng với khoai tây chiên, gà nướng rau củ nướng với khoai tây chiên. Đó. Rất là ngon luôn cả nhà. Thì hai phần ăn như vậy á, thì tầm là 30 euro mỗi phần 15 euro. Thì nó cũng cái giá cả cũng khá là cao so với người Việt Nam, cái thu nhập của người Việt Nam một ngày ở bên này so với một phần ăn như vậy thì cũng là khá là cao. Thì bây giờ Hana xin phép dừng cái video này lại ở đây để ăn trưa và chuẩn bị đến giờ đi làm rồi. Thì mình làm buổi chiều á, nhưng mà đến là giờ đi làm rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem cái vlog của Hana. Và nếu mà cả nhà thích và ủng hộ cái kênh của Hana để biết thêm nhiều cái cảnh cũng như là cái đời sống của người Việt Nam ở cái đảo Sip như thế nào thì hãy cho Hana một cái đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ngày lại trôi, đến từng năm đã qua đi mất rồi. Bao ưu tư sao vương vấn cuộc đời, trong con tim sao cứ vẫn mãi chờ.